Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung đáng chú ý. Nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh Việt có hậu phương trẻ đẹp kém 25 tuổi là ai? Dù đã ở tuổi hưu nhưng nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn vẫn đắt xô phim ảnh khác với hình tượng khắc khổ trên màn ảnh. Ngoài đời Phú Đôn đã có cuộc sống hạnh phúc với gia đình trọn vẹn. Nghệ sĩ ưu tú sở hữu gương mặt khắc khổ. Nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội là con út trong gia đình có 8 người con, có bố là nghệ sĩ ưu tú lại Phú Cương của nhà hát kịch Việt Nam nên Phú Đôn sớm thừa hưởng sen nghệ thuật từ năm 6 tuổi ông đã biểu diễn trên sân khấu. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông cùng thi đậu hai ngành nghệ thuật và công an nhưng cuối cùng vì tình yêu dành cho nghệ thuật, ông quyết định chọn vào nhà hát kịch Việt Nam. Không có ngoại hình sáng sân khấu như nhiều nam diễn viên khác cùng thời, Phú Đôn khó nhận được vai chính. Dù vậy, ông luôn tâm niệm phải biến các vai không có gì thành điểm nhấn lấy gương mặt khắc khổ của mình làm thương hiệu để được khán giả nhớ tới sở hữu gương mặt khắc khổ cùng ngoại hình nhỏ thó gầy gò nghệ sĩ phú đôn ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn nông dân mộc mạc và chút hài hước trên sân khấu kịch phim truyền hình và phim điện ảnh cũng vì thế mà nhiều người còn gọi ông là nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh năm 2019 vì có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nghệ sĩ phú đôn được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ ưu tú phú đôn là lớp diễn viên đầu tiên được đào tạo tại nhà hát kịch việt nam tính đến nay ông đã tham gia đóng hàng trăm bộ phim cũng như các vở hài kịch 40 năm gắn bó với nghiệp diễn, nghệ sư Tu Phú Đôn đã để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn với phim truyền hình, phim điện ảnh và sân khấu kịch nói. Trong đó phải kể đến những vai diễn nổi tiếng một thời như TV về làng, Em ở nơi nào, Hai bình làm thủy điện, Đất và người. Với gương mặt khắc khổ, nên nam diễn viên tuổi tí thường vào những vai nông dân hay người lao động vất vả. Trong số những vai diễn ấy thì khán giả yêu phim sẽ không quên Phú Đôn với vai trưởng thôn trong Bão qua làng. Đây được xem là một nhân vật ông thể hiện thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Thời gian gần đây, nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn còn tham gia nhiều phim phát sóng trên giỏ vàng như Đấu trí, Hoa hồng trên ngược trái. Hai vai diễn của ông đều được khán giả đón nhận. Sống giản dị, có hậu phương trẻ đẹp kém 25 tuổi. Nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn ngoài đời giản dị giống như những vai diễn của ông, chất phác, mộc mạc, và chút hài hước. Không chảy chuốt, không xe sang, không quần âu áo sơ mi hay giày dép bóng lộn, Ông bảo bà xã yêu mình vì lẽ đó, vì sự giản dị, mộc mạc và tự nhiên. Dù lấy vợ kém 25 tuổi nhưng ông cũng chẳng phải làm gì cho khác hay thay đổi bản tính của mình cả. Về cuộc sống riêng tư, nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn được bạn bè trêu đùa là trâu chậm uống nước trong vì ở tuổi 50 ông mới lấy vợ, thậm chí ông lấy vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi. Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, nam nghệ sĩ tiết lộ, vợ tôi kém tôi 25 tuổi nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách gì đâu, tự chung lại vẫn là duyên số vì tôi không bao giờ có ý nghĩ phải chọn người nọ người kia. Vợ tôi cũng như bao người vợ khác nhưng điều quan trọng nhất là 12 năm gắn bó với nhau. Nếu cả hai không yêu thương nhau và không hết mình vì gia đình thì khó mà tồn tại. Nghệ sư Tú Phú Đôn chia sẻ vợ phải đến cơ quan làm việc nhiều hơn nên ông luôn là người chủ động trong công việc để đỡ đần cho vợ. Ông giải bày do tính chất công việc của bà xã phải đều đặn đến nơi làm việc hơn mình. Trong khi ngoài những lúc đi diễn tôi có thể ở nhà nên tôi cũng chủ động trong việc đỡ đần chăm sóc con cái. Tôi cũng biết nấu cháo với cuối bột mặc dù cũng hay bị vợ chê là hôm loãng hôm đặc ở tuổi 55 mới có con gái thứ hai, ngoài niềm hạnh phúc vô bờ bến của bậc làm cha làm mẹ, nghệ sư Tu Phú Đôn cũng có những phút giây đứng hình khi đi đón con nhiều phụ huynh tưởng nam nghệ sĩ là ông chứ không phải là bố của con gái. Lúc ấy nghệ sư ưu tú Phú Đôn chỉ biết cười để chữa ngại. Tuy được nhiều khán giả yêu mến, nhưng sự nghiệp của Phú Đôn cũng có lúc phải trải qua thăng trầm. Đầu thập niên 1990, khi sân khấu gặp khó khăn, ông đã tính chuyện bỏ nghề tìm kiếm mưu sinh. Tuy nhiên, tình yêu sân khấu nếu ông ở lại, để bám trụ ngoài diễn xuất nam diễn viên nhận làm tổ chức sản xuất phó đạo diễn trợ lý đoàn phim lòng tiếng thu âm hiện tại cuộc sống của nghệ sĩ Phú Đôn vô cùng yên bình và ấm cúng bên vợ kém 25 tuổi cùng hai con ngoan ngoãn những thông tin này đã kết lại bản tin hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào tạm biệt.